nhà nha. Hôm nay thì mình qua nhà dì Tám để mình xin mì về mình làm món bánh tằm hoặc là nướng. Thì giờ mời cả nhà cùng vô vườn của dì Tám mình để nhổ mì nha. Cả nhà đi đầu mì. Chào cả nhà đi đầu mì. Rồi ai đào lấy củ rồi. Lấy hai mà củ rồi. Dì Tám đi chừa cho mình bụi mì bự quá trời luôn nè. Đây, dì Tám đi chặt cái cây vậy, giờ mình đào nè. Dì đào vàng hay kim cương đây chị hai? Đào to. Có mấy cây trong này. Tại đi đầu mì mà sợ gì mà phải đội nó mũ hiểm, người nào cũng làm cái vậy. Không sợ giữa gục bể đầu gì. Đi đầu mì mà đội nó mũ hiểm thì cỡ ghê luôn á. Sợ dịch Covid nữa nên đeo khẩu trang luôn nữa. Tại mẹ bệnh ho á con. Mẹ sợ ho như mặt chị Tám chửi mẹ. Giờ giặt cái đây lấy thử lên lên nữa. Bị người ta ăn trộm hết mấy củ rồi. Ôi coi chừng gãy nha chị hai. Thấy ham quá à. Cứng như trời ơi, gãy lên coi. Ê quá. Gãy. Ôi. Sao tiêu vậy? Chị làm gãy rồi. Ờ của mì đâu ha. Mì ngon mà. Ừ. Vậy. Giờ mình ăn mót của ăn trộm. Ăn trộm. Gãy gãy của mì rồi. Trời ơi, chứ nẻ nẻ. Trời ơi. Ở đây cho tay mẹ ơi. Này phải mặc áo phao nữa nha chị hai, lỡ giật củ mì văng với mưa nghiệp. Chết hụt nữa. Chết hụt nữa. Đây có gì đó. Cái nẻ nẻ cái hết biết không ạ? Nẻ cái bóp cái tê tê đã ha. Nó. Ta lấy hai củ, củ mấy em này với củ mấy em này. Uống thấy ghê luôn ha. Cái hổm nó từng ăn là khoan khoan cái gì. Hổm chỉ cho rồi cái nó khoan khoan để vài bữa nó. Đó đó còn củ bự kìa. Ồ, đây đây có một củ rồi nè. Đây đây, bự quá trời luôn. Ngon nhưng mà bãi. Đừng manh động. Y y y. Chiếc này ngon rồi. Ngon rồi, đào hồi tóc gốc bưởi gì Tám luôn. Chiếc này cho chị Hồng, chị Đà, chị Cà, chị gì, chị Mai. Rồi củ nó dài. Bưởi. Mị mà. Con này gì vậy hả? Cái gậy bưởi. Lựu đạn. Cái gì vậy? Củ khoai, củ khoai từ. Củ khoai từ. Củ khoai từ đúng rồi. Củ khoai từ á. Khoai lăng, khoai từ. Khoai từ á, khoai từ cùi. Đầu mì ra khoai từ, đọc cái ta. Đó, củ ra già nấu ăn dẻo lắm nữa đó. Gì tông hu phải không có gì đó. Đúng rồi, củ khoai từ đó. Gì đừng gạt con nha. Trời ơi, khoai từ gì dép dép như vậy, thấy dài dài mà. Tao khoai từ bằng tay á, nó giống bằng tay vậy á. Đã nói khoai từ cùi chứ không phải là. Trời ăn bảy chết ngắt rồi nha. Chết mà chết, người ta trồng mà chết. Chết được, rút tại. Rút ra cái chị. Ôi ba. Ba. Ồ, trời ơi, của mì bự quá trời luôn ha. Phiên mãi tìm khúc gãi nè. Trời ơi, đã ghê luôn á. Mì qua gì Tám? Mì này không biết mì bột hay mì sượng gì Tám? Bột à. Dẻo ngon lắm, cái tim nó có chút xíu. Trời đã ha. Mà này tháng nắng nên mình không có rút như mọi lần mà tháng mưa. Mưa nó mềm á. Nhổ lên à. Ôi củ nó nôm ra quá trời luôn nè. Nhìn mê quá vậy hai. Trời đó. Mình tám đồng ở đất mà. Ôi cái chân gãy. Chân này gãy nữa mới được. Cái này phải đem cái len theo ha. Coi chừng kiến nẻ nha. Nãy nó nẻ rồi. Nó nẻ vô đít cái bóp. Tưởng nó ai dỗ đít không? Tưởng nó ai dỗ đít về sân. Ôi cái bộ này củ mới nhiều nè. Bộ này trong nấm chanh nên ăn tạm tay vô đây không được nè. Đây. Đã ghê. Sao nó bị cái eo vậy lần sao vậy Tám? Thì bị cũng mấy vòng eo ba vòng chứ. Này có vòng eo nha. Vòng 1, vòng 2, vòng 3. Nhưng mà chân bị vòng gai vậy. Cái chân này giống như hồi nhỏ không có bóp. Bị vòng gai vậy. Nó đây rồi, dì Tám đi nhổ lên nguyên bộ luôn.
Đây dì Tám nhỏ lên nguyên bụi luôn nè. Đây. Nhỏ nguyên bụi luôn. Nhỏ nguyên bụi luôn, quá trời củ luôn. Cái củ này vừa ăn luôn hả dì Tám? Ừ. Củ này vừa ăn, không bự không nhỏ. Chặt nổi không vậy hai? Cũng dùng hết lực. Hai cái củ đó sao nằm tréo nhau á cười ha. Y hai chân dắt chéo à. Đây. Rồi một đống mì luôn kìa, thấy mê ha. Còn bữa nào món gì ta? Hết rồi. Chuyến này làm món gì cũng được. Hết rồi. Chọn nhiêu đó ăn còn muốn chết nữa rồi xin thêm nữa. Hết rồi. Cho mì thiếu mãi chanh. Ờ cho mì có thiếu mãi chanh nè. Đây. Đó một đống củ mì. Trời ơi quá trời củ mì luôn. Chuyến này về làm được nhiều món đó chị hai. Nhiều món. Món làm cũ. Có đường hao trong đây nữa nha. Có bị sượng bị ấy gì không? Má kỳ củ khoai từ ta về mà nó nói là củ khoai gì kỳ, củ khoai từ cùi. Con nào giờ con không biết củ khoai đó. Ý muốn ăn nghe gì Tám ơi. Khoai từ kia nhớ nó dài dài mà. Ở đây chanh nhìn mới mê quá ăn. Cái chanh giống trái quýt quá ăn vô đi. Chua lét. Rồi để mình gom vô mình về. Tối nay mấy ăn trộm tội nghiệp đó chị hai. Nó lại nó kiếm bụi mỹ mới ăn được có hai củ à. Có ăn bắp chuối không? Bắp chuối sáp kìa. Ờ cho con đi con hái chuối lắm á. Về mình trộn gỏi không vậy mình chấm nước cá ăn cũng ngon đi gì Tám. Giờ em chồng lên chị. Dì Tám chọt cho mình gói chuối. Rồi gói cái mương luôn rồi. Chị hai chụp gì đâu, đứng trong bờ không chị phải phóng theo chứ. Rồi dì Tám lội luôn. Ô chuối sáp ngon lắm á. Ngon không chị hai? Đã ha. Chiếc này chiếc loại phẩm nhiều rồi. Thu hoạch quá trời rồi. Đây chị hai ơi nặng không? Đầu năm là ta bán buôn bán là cho cũng cho nhiều lắm gì đó. Đây sách không nổi luôn. Dặn đem túi 3 gan nãy biết mai 9 gan được rồi. Quá trời cả nhà ơi. Quá trời rồi. Trời ơi đi xe đạp điện ngày không biết chở về nổi không nữa nè. Khổ thiệt. Cởi cởi áo chị ra tắm vô. Chị mặc hai cái áo kìa cởi một cái ra tắm củ mì vô. Trời đất ơi. Rồi đi đi. Em nghe dì Tám nói cho gì trống nữa kìa lẹ. Để dì về à. Chạy. Ai dì Tám với dẫn vô coi rau đắng. Ủa có cho không mà dẫn vô nữa dì Tám. Ăn cho ăn luôn. Cho vô coi rau đắng đi dung lên đó. Rồi giờ ăn hồi cát. Đây rau đắng mọc ngoài vườn. Nó đắng ngồi mọc sau hè. Ủa ngoài sau hè gì có không? Cái bài hát nói vậy á. Rau đắng này nấu cháo cá lóc ăn nè, ngon lắm luôn. Ngon lắm gì đó. Ừ. Ôi cái nè. Thấy nó non nhớt luôn, thấy mê luôn á. Giờ mình sẽ đi hù mẹ. Đang ăn trộm cái gì đây nè. Phải cắt rau nhiệt tình quá. Đây dì Tám cắt gì dì tướng lên cái lên. Hôm đó dì Tám chỉ có thỏ không?
Trời. Chỉ trồng nhiều cái này chỉ bán thỏ hết rồi cái gì cho ra mà nè. Đâu rồi em, nãy chị chỉ chưa thấy ạ. À? Này á. Ở đây nè. Đây. Bán ghê luôn ạ. Dì Tám trồng gom nhiều không dì Tám? Có một phỉnh nè. Đủ ăn hả? Trồng nhiều ăn hết. Không hết thì dì kêu cho con. Kêu cho mỗi đồ gì. Hãy cho con ôm. Cái này biết cho mấy thịt bò nữa. Hãy né con ôm. Con không có đòi thịt bò đâu. Con đòi thịt đâu. Mẹ nãy mẹ có xin vô đánh dì Tám cho mẹ. Xin mấy cọng về chèo chấm nước cá ăn. Ở sáng mẹ con đặt giớn được mấy con cá ngon ngay dì Tám. Dì Tép đặt đất. Ôi vậy xin xin bông xu đũa luôn đi, từ ngang quá trời nè. Thôi xin luôn. Cá lóc nó canh đâu canh lóc cháo. Nay mùng 10 nó nói viết thành tài chứ đâu phải ngày đi xin đâu, kỳ vậy tại. Cũng chung một ngày luôn á. Năm sau ngày này năm sau đi xin nữa hả? Đây ba viết thằng tài chứ của mình là ngày đi xin vậy nè nha. Hình như mình ngày nào cũng vậy chứ không phải mùng 10 không. Ngày nào cũng vậy phát huy thế. Tăng sinh giảm mua. Vụ này mới được à. Ừ. Còn dì Tám thì tăng cho nha. Ờ, tăng cho, tầm nhiều đang có cho. Dì làm từ thiện, dì có gì cho. Dì làm ảnh hùng quân của con đi. Không có cho là mừng rồi, là quý rồi dì ơi. Ông thừa đũa ham quá trời luôn. Quá trời hả chị? Về nấu canh chua là hết sách. Quăng quăng hồi gãi nhánh cái xuống đất dễ hái. Dễ mấy đốn cây luôn đi con. Trời đất ơi, mới nói cho đang về kêu đốn cây luôn đi con. Chị gì Tám? Chị gì? Nóng ruột rồi. Dễ hái cỏ nhón nhón. Mà con gãi là tại vì nó mới thấy gãi nha. Ủa sao chị không leo lên như vậy hái chị hai? Dì Tám không cho leo. Chị quằn vậy. Còn kèm gì hai cái rau muống nó đủ rồi. Mình cắt sát gốc luôn hả chị? Ờ, cắt vậy nó mới là nhảy con lên. Trời ơi, nhảy đem cái bao theo được rồi. Cái dì Tám cho nó nhiều không? Ồ, quá trời luôn nè. Ý, ôi ghê á chị. Trời ơi, kìa. Ôi tốt nè. Đó. Ừ. Ừ. Trời đất ơi, em cắt chắc hôm ra chợ em bán luôn phải nhiều. Đã hen. Ừ. Ồ nó mướt à. Bao nhiêu đây được rồi chị ơi. Mời chị. Đây. Ê, đâu có cành bông nữa đây. Ồ chị bẻ cái lá chuối gì mà tiết kiệm chứ hả? Hồi nãy thì đâu có tính cái vụ rau đắng đâu. Có là tài chặt nguyên tàu lấy chú vậy. Rồi đi chị hai. Đã quá à. Bà có. Dạ hả? Ôi nè. Ôi đã quá mẹ ơi. Nay mình vội thu hoài qua về Tám đi cho quá trời luôn. Ừ, cái gì vậy? Đã không hỏi mệt chứ đã hết nổi. Thôi nè. Củ khoai nè cả nhà. Khoan để con coi củ khoai nha mà bãi. Cái mình nó bự. Này cái khoai từ cùi. Ờ vậy là nay con biết vụ từ cùi rồi. Chị hai. Đâu? Củ khoai em đâu? Gì kỳ á? Nó nhỏ, nó đầu cũng nhỏ. Gì kỳ vậy trời? Em đâu vậy á? Cái này có gai á mẹ. Có gai thì mẹ làm đi con, lấy ra không có gai. À, đây nè, đây nè vợ hả? Đây nè, đây nè. Ờ cái gì nè, cái gì nè? Củ khoai lang. Cái gì? Củ khoai lang. Cái gì đây nè? Hồi đảo hả? Ở đây nè nè. Bươi bươi. Từ từ đó để đau tay con á. Má ham có tài đâu đau mà. Ấy ấy. Chuyện gãy á. Trời ơi. Đảo à. Rồi nè nè nè. Mày trồng bao lâu mà có củ vậy gì đó? Một năm mới được như đây củ. Ủa đảo nè. Cũng như nó già thang. Bắn chị hai nữa. Bắn chị. Ôi nè. Ở đây nè con. Nè 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 nè. Còn nữa. Còn nữa đó. Mấy bụi mà dữ rồi gì nữa. Một củ. Bụi sao củ nhiều dữ hả? Ủa đảo nè nè. Ở đây nè con. Ôi ơi. Ôi ơi. Ôi ơi. Mở mở nó còn nữa. Gai gai gai. Mở cái ôi. Cái rễ nhỏ. Cái này chắc nước đem đi bán á chị. Đó. Quá trời luôn. Ở trong đây còn nhiều lắm mẹ ơi. Trời ơi. Nè nè nè. Hết rồi ông ơi. Đâu còn nữa. Còn mấy cái gì đây nè. Trời ơi. Ờ đảo hả? Có lông luôn. Nè. Có lông luôn.
cũ lòi lắm. Thợ lòi cũ luôn. Thợ nó sắp sập hả? Ờ nè 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 chị hai. Ơ ừ, nè. Ôi. Có lông. Mấy cái lẻ kia đâu. Nó nằm đây mẹ không thấy. Trời ơi. Từ từ nó để nó gãy à. Nó giòn lắm. Ngày đó cái đuôi nó lú ra lặn cũ nữa đó. Đây nè. Ừ. Mày giật hả? Nè cái đuôi nó nè. Nè. Nắm đuôi nó giật. Đó đuôi nó gãy ra. Nắm đuôi nó giật ra. Mà không cho giật ra. Sao bắt được nó? Trời ơi. Ờ nè nó dưới bàn tay nè. Ờ mẹ mẹ làm nó tày da rồi nè. Nó sờ mẹ không á. Nó giòn lắm, nó gãy. Ý dạ. Ôi, mê đây nè nè, đây nè dần ngứa. Từ từ. Từ nào giờ mà mới thấy dần hả? Dài, từ từ để con, để con. Ờ nó dành với em nói gai chứ gai đâu. Ờ coi kìa. Ý dạ nè nè, đây nó nè mẹ ơi. Ờ vô cái hốc, phàn để sâu vô cái hốc thì có gì không? Ờ cũ bự lắm nè chị hai. Đâu? Ý dạ. Chị hai bị gạt. Thì ra. Ôi, nè. Nó làm tài rõ ràng ha. Cái hồi cái nó đổ thừa mẹ, chị thấy đi. Nè. Ủa nãy gì tám cho con dây coi chừng dây này qua thứ hai rồi nha. Dây thứ hai rồi. Ờ. Tiêu rồi. Thôi kệ, ăn gian luôn. Làm nhục đóng cho cả nhà thấy coi chơi. Mời các bạn chừng nào có đi ngang nhà dì tám ghé với đầu khoai với đãi các bạn nha. Mời em chia cho chị cũ này. Chị không chịu đâu. Chị nãy chị đâu có đào đâu thì chị cũ này là được rồi. Chị Hồng không có đi á, chia chị Hồng cũ đó. Ôi nè đãi vậy. Nè. Rồi. Làm như mấy cái bánh nè. Có bí quyết gì tầm không ấy mà. Cái này gì tám tại gì tám không biết nè. Nào giờ mà bả không có trồng rồi nè. Đâu, không biết trồng là nó không có cũ đó. Khi nào trồng phải qua làm sinh vậy em. Lấy mình trồng mình dặn nó vậy. Mình trồng mình dặn nó chứ. Mình ra đây mình nguyện à. Phải không? Ừ, cũ ơi mày mọc ra nhiều nhiều. Phải không? Vậy về chị làm y vậy cái. Đâu còn nữa không? Còn cái cục này còn nè. Cái cục đó bự lắm. Mấy một rễ nhỏ là một củ rồi nghe. Đừng làm con quê nha. Sạch rồi. Sạch rồi. Đâu? Em làm cái sạch rồi. Có không sạch? Nè. Một cần chỗ có sình đó cha. Đó. Đâu? Ồ nó bự quá à nè. Phải không á? Một rễ nhỏ là nè. Một củ đó. Ờ. Bưa về cái móng không còn cười cho mà coi. Mời sóc móng mà đi hàng móng rồi. Mới một rễ. Bởi người ta móng từ từ ta theo rễ nữa chứ để lên là chẳng gãi nữa. Lấy con dao á, xỉa đất. Dao nè con. Đây con có rồi mà sợ nó hư quá. Để cho nó bươi đi mệt. Để cho nó bươi bộ móng nó tốt. Nó nói lấy dao chứ đất sét rồi sao mà móc nổi. Bươi đi. Lấy cái dao á. Vậy sao lại dao được. Lấy dao. Sợ nó sực á. Mỹ dưới, đợi Mỹ dưới. Sáng sầu nhé. Ê, sực thấy chưa. Phải không, sực sực đất á. Rồi sáng sau xuống, nãy nó lên. Không lên. Nó lên, dùng lực, nãy nó lên. Củ bự dữ lắm, có củ bự chảng luôn. Nó sực nè. Tức qua được con đào. Nè chị đào đi. Đây. Đó, chị đào đi. Gần giờ tới chị hai này nha. Thử coi chị có dùng móng đi bươi không. Nào dùng móng. Chứ phải cọp rồi dùng móng. Chị nói con dùng móng đi bươi. Trời ơi nó làm cho. Ở chị làm hư củ em đi. Đâu. Trời ơi có bị lớn gì nè. Mấy la làng. La làng. Trời ơi có một bụi khoai mà đào đổ một hôi luôn á. Quá trời khoai luôn. Đây nè. Đó con. Trời ơi. Không có cái gì mà ham bằng đào khoai á. Không sao gì có trồng nữa không gì đó. Trồng nữa chứ. Vì năm nào gì cũng đào nữa. Thằng qua hành sinh thằng qua hành đạo. Nhồng đào gán cái ngày. Nhớ cái ngày dí thần tài này nè. Đây. Quá wow, trời khoai luôn. Ở công nhận năm nay gì tám với chồng trúng ghê luôn á. Cho bà đi đào bà thấy. Bà ham. Trời ơi nè. Bà ngoại thì bà thấy gì bà ham đó. Ôi con thấy còn ham nói gì bà ngoại. Mấy cái rễ đó là con lú lú lên là có khoai hết trơn luôn. Đây nè con. Rồi nè. Chị bươi không ngay của khoai vậy tên á. Dạ hả? Cái gì tám cho mình mới bị đó, đó, nãy chị nói em lấy móng bươi giờ chạy bươi còn tệ hơn. Em lấy hai chân nữa kìa. Dạ hải mời đi xúc đó con. Mời đi xúc chị hai ơi. Chị đi không? Mời nước sáng mời có nước xúc. Cái lấy tép. Sáng mời nước xúc hay nước trưa sao em thấy sáng đại ấy sớm mà. Nước sáng hay gì tám? Tôi ưng rồi. Sớm chia ra ăn chứ ăn gì hết. Sớm đào sớm chia ra ăn. Sớm đào sớm chia ra ăn. Dạ. Củ này nè gì đó. Chị hại em ha. Từ ngang củ này nha. Em khóc. Em khóc.
tặng cho vợ chị Hai Hải cũ gì nấu canh ăn. Dạ dạ con cảm ơn dì Tám. Gửi cho chị Hồng cũ. Rồi con thay mặt chị Hồng con cảm ơn dì Tám luôn, dì Tám cho Tường ăn hết nhiêu đây luôn. Trời ơi đã quá à. Con cảm ơn dì Tám. Vậy em cảm ơn dì Tám yên tâm lần lần bị em nhiều hơn chị. Cho giờ chị Hồng sẽ khóc. Con không biết chị làm sao cho bằng cho đều chứ. Đâu bây giờ lấy cái cành tao cắt mà chia cho con cái động. Chị Hồng không chịu đâu. Rồi còn gì của em nha, chị không có đổi của em nha. Con cưng này nè. Chiếc lợi phẩm của mình đi qua vườn dì Tám được nhiêu đây nè. Một bao củ mì, củ khoai, vỏ rau, một xe rau nữa. Về cho thỏ ha. Thỏ về. Clip của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo dõi clip của mình. Bây giờ gia đình của mình xin chào và hẹn gặp lại.